đối tượng mang 37 kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng có hành vi vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ. Đồn biên phòng Cốc Bàng, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xóm Nà Xích, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ Vũ Văn Sơn, sinh năm 1982, quê quán tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, thường trú tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đang có hành vi vận chuyển 24 hộp pháo do Trung Quốc sản xuất, có trọng lượng 37 kg. Qua đấu tranh, đối tượng Sơn khai nhận mua số pháo trên từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Đồn biên phòng Cốc Bàng đã hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.